Xin chào mọi người, mình là Loan. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại mà được rất là nhiều gia đình sử dụng, đó là táo xoắn của Nhật các bạn nhé. Đây ạ, đấy, táo xoắn của Nhật. Thực ra thì cái táo xoắn này nó là táo xoắn nguyên chất 100%, nên nếu các bạn ngửi thì các bạn sẽ thấy vị nó hơi tanh một chút các bạn nhé. Nó hơi tanh một chút, đó, dùng cho được cả gia đình luôn. Em bé, người già, người lớn gì cũng dùng được hết các bạn ạ. Đối với những em bé con nhỏ giống như nhà mình á, bé dưới 3 tuổi thì các bạn sẽ cho uống, sẽ cho ăn hoặc uống ngày 5 viên các bạn nhé. Ngày 5 viên, còn đối với người lớn thì chúng ta sẽ uống từ 10 đến 20 viên một ngày. Đấy, dùng rất là dễ uống thôi. Còn đối với những bé thì nhai, như bé nhà mình thì rất là thích nhai, nên là không hề ảnh hưởng gì cả. Viên uống này nó bổ sung dinh dưỡng protein, nó giúp cho các bé ăn ngon ngủ tốt phát triển này. Có cái thành phần DHA nữa, đó nên là rất là tốt luôn. Còn đối với cả gia đình thì chúng ta sẽ thấy là nó tăng cường sức khỏe này, rồi loại trừ được những bệnh về ung thư này, ung thư rồi tim mạch đấy, những người bị huyết áp là chúng ta nên sử dụng luôn. Nói chung là cái táo này nó tiêu hóa tốt này, đề kháng cao này, rất là nhiều các cái thành phần giúp cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh. Đây ạ, táo xoắn Siberia của Nhật đấy, nguyên chất 100% luôn các bạn nhé. Và một lọ như thế này nó hơn 2.000 viên. Tính ra thì mỗi ngày thì chúng ta chỉ sử dụng được, mình tối đa thì chúng ta sử dụng 20 viên đi. 20 viên thì chúng ta có thể sử dụng được rất là lâu đúng không ạ? Đó, dùng rất là lâu. Đấy. Riêng cái táo này các bạn có thể đắp mặt. Đấy, các bạn có thể cuống cho làm cho mình một hỗn hợp gọi là với nước hoặc là với sữa tươi. Đấy, sữa chua không đường. Chúng ta dùng đắp cho mặt da của chị em rất là đẹp luôn. Đấy, không cần phải dùng mặt nạ gì cả, dùng cái táo này đắp mặt rất là đẹp các bạn nhé. Nếu mà các bạn thắc mắc cho cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình, hoặc muốn đặt hàng chính hãng từ Nhật luôn thì các bạn có thể liên hệ nhé. Đấy, riêng cái viên táo này là nó hơi tanh một chút, bởi vì nó là táo 100% nguyên chất luôn nên là hơi tanh một chút. Đấy. Nếu mà các bạn thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 để đặt hàng hoặc tư vấn các bạn nhé. Xin chào mọi người.